giá là gì? Cái giá là gì? Nó không phải là thứ để mày múc canh, nó không phải là thứ mọc từ đậu xanh, cũng không phải là thứ để múc bánh canh. Cái giá là gì? Cái giá là gì? Và bài nhạc này tao làm lúc ngà ngà say, lúc ngà ngà bay. Vậy cái giá là gì? Là tuổi thọ tao đánh đổi để có nhạc hay. Mày đã có cả thế giới trong tay. Vậy cái giá là gì? Cái giá là gì? Sống bất tử như các thánh trên mây. Vậy cái giá là gì? Cái giá là gì? Mấy con mèo trong góc phố nhìn tao phán xét. Tụi nó nghĩ loài người thật biết tán phét, còn biết tạo nét và tạo ra internet, biết cách vẽ được, biết cách nạo vét. Vậy cái giá là gì? Cái giá là gì? Khi đã có cả thế giới thì cái giá là gì? Biến hoang tưởng thành hiện thực, vậy cái giá là gì? Chỉ cần mày muốn là được, vậy cái giá là gì? Cái giá là gì? Cái giá là gì? Nhìn thấy trước được tương lai cũng không thể làm gì. Có trí nhớ siêu phàm, vậy cái giá là gì? Biết quy luật của tạo hóa, biết cái giá là gì? Vì tình yêu ta phải trả giá. Có những thứ trên cuộc đời không thể mã hóa. Anh không thể phân thân như là ninja. Ta phải bỏ đi xa tránh bị phiền hà. Không cần tiền cũng cần quyền, sống cho hiền hòa. Nhân quả có vẻ xa chứ nó tới liền mà. Và mọi thứ xoay vòng như bánh xe chạy. Nhạc vẫn bay, khói vẫn bốc trong chiếc xe này. Thiên linh linh, địa linh linh, rap thật linh tinh. Anh vẫn thường hiểu mọi chuyện chỉ vì linh tinh. Có người thật biết cách để mà sắp đặt, có người vừa mới vấp để mà sấp mặt. Trời đã tối, ăn miếng cơm hút miếng cần thôi. Mở iPhone và con beat viết vài vần đôi. Nếu là rap thì ai trên đời cũng viết được, nhưng làm sao để viết như nè ai mà biết được. Vậy cái giá là gì? Cái giá là gì? Khi đã có cả thế giới thì cái giá là gì? Biến hoang tưởng thành hiện thực, vậy cái giá là gì? Chỉ cần mày muốn là được, vậy cái giá là gì? Cái giá là gì? Cái giá là gì? Nhìn thấy trước được tương lai cũng không thể làm gì. Có trí nhớ siêu phàm, vậy cái giá là gì? Biết quy luật của tạo hóa, biết cái giá là gì?